16 người chiến thắng ở vòng loại khu vực Việt Nam, 8 người vô địch ở các giải cộng đồng trong nước và 18 người có điểm số cao trên hệ thống Ladder Snapshot sẽ là 42 vận động viên của Việt Nam đến với giải đấu vòng loại khu vực Cúp Chiến Thuật lần 2, hay vẫn được các anh em kỳ thủ gọi với cái tên yêu thương là APAC lần 2. Và chúng ta sẽ thi đấu ở phiên bản 14.18B, một phiên bản có rất nhiều đất diễn cho các bài đấu áp cấp và cũng vẫn có chỗ cho nhiều bài reroll được triển khai. Một meta đa dạng hơn nhiều về lối chơi và sẽ hứa hẹn là một giải đấu đầy hấp dẫn. Game đầu tiên đưa khán giả đến với lobby 8 với sự có mặt của nữ kỳ thủ duy nhất của giải đấu là Komi của khu vực Hàn Quốc. Bên cạnh là hai kỳ thủ của Việt Nam là Ẩn Tình Cho Ngân cùng với cả Ebi One và các vận động viên khác của khu vực APAC đã tạo nên nhiều điều thú vị ở game đấu đầu tiên. Và càng thú vị hơn thì vùng đất được lựa chọn là người đá tập huấn. Mỗi kỳ thủ sẽ mở đầu với 3 ấn ngẫu nhiên. Chắc hẳn là khán giả Việt Nam cũng cầu nguyện để combo ấn của EBI và Ẩn Tình Cho Ngân sẽ đẹp. Nhưng thực tế thì không hẳn. Ẩn Tình Cho Ngân có ấn hỏa, ấn pháo thủ và ấn chiến binh. Combo lõi cho phép anh ta xử lý bài đấu với form 4 chiến binh khá mạnh. Vấn đề đánh reroll hay áp cấp mà thôi. Tuy có chuỗi thắng đầu game không tệ, nhưng do late game không roll ra được những vị tướng cần thiết, đại diện của Việt Nam dừng chân ở vị trí thứ 6. Trong khi đó thì Ebi One khá khẩm hơn về thành tích. Người đá cầm ấn của anh ta thì lại rất xấu với combo là pháp sư, liên hoàn, pháo thủ, nhưng bù lại được cái roll mát tay. Cấp độ 8 lên được Smolder 2 sao sớm và form bài 6 pháo thủ của anh ta chỉ thực sự thất thủ trước 9 tiên linh quá khỏe của Komi mà thôi. Cô gái duy nhất của giải đấu đã dập tan những sự nghi ngờ năng lực của mình với ván top 1 easy. Game 2 vẫn là những diễn biến ở lobby 8. Điều thú vị ở ván đấu này không hẳn ở vùng đất mà nằm ở lõi đầu tiên. Rất nhiều nhà sở hữu cho mình những lõi đánh chuỗi thua thú vị. Đặc biệt phải kể đến là Iron Box với liều thì ăn nhiều và quét sạch bảng điểm của EBI. Về ý tưởng, EBI pick lõi khá hợp lý vì đây là lõi về late game rất khỏe và có thể chơi theo kiểu eco trắng sàn ở giai đoạn đầu game để có thể đi được nhà liều thì ăn nhiều, phá chuỗi. Và trên thực tế thì Iron Box cũng đã không thể có chuỗi thua quá dài. Và có người đánh chuỗi thua thì cũng phải có người đánh chuỗi thắng. Đáng chú ý lại là Komi, tự tin với võ sĩ giác đấu và tiền ăn trưa. Một bài đánh tempo giữ chuỗi thắng rất khét ở giai đoạn đầu của ván đấu và giữa game đã giúp cho Komi leo được lên top 2. Còn MLGG của khu vực APAC đã có một bài đánh ong mật reroll kết hợp với thần chú ẩn chính đã làm cực kỳ tuyệt vời ở mid game. Còn late game thì anh này có pha xử lý khó hiểu và để bản thân trôi tuột xuống top 4 đầy tiếc nuối. Top 1 xuất sắc dành cho Iron Box, người đã sở hữu cho mình chiếc lõi liều thì ăn nhiều. Sau khi sao lại lobby, chúng tôi quyết định đưa lobby 7 với 4 cái tên Việt Nam lần lượt là GD Royal, Velagon, Light Ace và Floor tới với quý vị khán giả. Có điều hơi đáng tiếc đó là thành tích của họ ở game đấu thứ 3 quả thực không tốt chút nào. Trước hết, chúng ta hãy cùng đến với 8 thông đạo của Floor. Hãy nhìn vào Roy 2 sao cùng Nora 2 sao thì đây là một bài đấu chắc chắn là không yếu rồi. Nhưng do trước đó đem không tốt cộng với thông đạo ở mốc 8 về late game bây giờ hơi lép vế so với các bài mạnh khác ở trong meta, nên đội sổ là không quá ngạc nhiên cho chàng trai đến từ Việt Nam. Rồi lần lượt là top 7 với bài Cog'Maw reroll và Velagon bị chính người đồng hương Royal đánh gục về vị trí thứ 6. Bản thân của Royal cũng đã đánh rất sáng cửa với quyết định táo bạo khi lấy về lõi thứ 2 là lõi nhiệm vụ tích vàng. Tích thành công được Diana 2 sao sớm nhưng do cách lắp đồ chưa thực sự tối ưu nên chỉ dừng chân ở vị trí top 4 mà thôi. Còn 3 vị trí đầu bảng được chia đều cho 3 vận động viên đến từ Hàn Quốc khi cả 3 đều đánh những biến tấu khác nhau của bộ bài tiền lịch. Có thể các vị tướng râu ria kèm thêm của họ thì khác nhau đôi chút nhưng bản chất vẫn là một bộ bài được đánh với tiên linh làm chủ đạo, với Rakan tanh cứng ở bên trên, với giáp tiên linh và Kalista làm đam ở bên dưới với 2 cuồng đao cùng một vương miện tiên linh. Phần nào cho thấy được sức mạnh của tiên linh tại meta bây giờ là tốt đến như thế nào. Cũng là tiên linh nhưng đúng thật là tiên linh có tiên linh zit và tiên linh giát. Mặc dù roll không phải là đen, tướng ra ổn thỏa. Nhưng với 5 tiên linh ở trận đấu này của Royal thì lại gặp quá nhiều thiên địch khi lobby có xu thế đánh những bài đấu có khả năng khắc chế cứng được tiền linh. Tiêu biểu có thể kể đến là bài chiến binh Fiora cùng với Wendt rất biết cách móc ra tuyến sau của Floor hay nhiều nhà đánh Ria học giả khác nữa. Còn Velagon thì cũng chẳng khá khẩm hơn, roll thì cũng ổn thôi nhưng đồ đạc lại quá trêu người khi kỳ thủ này đánh liên hoàn reroll nhưng ra cực kỳ nhiều đồ chống chịu. Giọt nước tràn ly đến khi là bãi chim kết thúc. Đồ của Kassadin 3 sao không hề có hút máu và thế là anh ta bị out top đầy tiếc nuối. Top 1 dành cho Lias với một form băng giá cực kỳ cơ bản. Điểm sáng đến từ việc anh ta có được Diana 2 sao từ khá sớm và snowball lobby thành công, đem về cho bản thân một cái top 1 đầy quý giá. Khi 4 game đi qua là lúc mà chúng ta sẽ loại bớt đi 16 người có thành tích tệ nhất. Nhìn vào bảng xếp hạng, khá đáng buồn là có nhiều cái tên Việt Nam nằm từ top 113 đến top 128. Ví dụ như là Velagon, Dante, Anh Long, 18 again hay là Sucro. Rất nhiều cái tên mới đến từ Việt Nam, nhưng hơi đáng tiếc là chặng đường của họ ở giải đấu Cúp Chiến Thuật lần 2 lại không phải là một chặng đường quá dài. Lúc này đây, sự chú ý đổ dồn về lobby 4 trong game đấu thứ 5. Nào là Kian, NCC One, Ebi, Redny cùng với HNZ Madrid sẽ là 5 kỳ thủ Việt đối đầu với 3 kỳ thủ đến từ khu vực Hàn Quốc. Khởi đầu trận đấu với lõi kim cương, NCC One cực kỳ may mắn có được chiếc cọc trong mơ với combo ấn tiên linh, bảo hộ và ấn chính. Mọi thứ càng mở ra đẹp hơn khi trợ vòng 5 cho anh ta thêm một ấn tiên linh để có thể kích hoạt được 9 tiên linh ở level 8. Tiếc rằng là bài EBI còn quỷ hơn rất nhiều, chỉ đơn giản là Exodia mắc binh với nào là Diana, Ria, Milio và Serac toàn là 2 sao. Milio 2 sao cầm đồ siêu hồi mana làm cho đội hình có điểm yếu duy nhất là đồ đạc hơi ít, nhưng lại vẫn có thể hack được rất nhiều đồ từ nội tại của Milio. Top 1 xứng đáng ở game thứ 5 giúp cho EBI cải thiện khá tốt điểm số trên bảng xếp hạng tổng. Kian mở màn bàn thứ 6 với một lựa chọn thú vị với bài đấu cặp đôi đánh theo form ong mật. Với việc chỉ tập trung vào Zik, Blitzcrank cùng Nunu kết hợp sức mạnh với cặp đôi siêu cứng. Giai đoạn đầu và mid game trôi qua khá ổn nhưng là chưa đủ để kỳ thủ này có được ván top cao. Đơn giản là vì lobby quá nhiều quái vật xuất hiện. Hãy nói qua về EBI một chút nào. Đây là ván đấu thể hiện đẳng cấp của EBI trong khả năng xoay sở và flex về late game. Với một dàn 4 pháo thủ, bên trên dùng Taric làm tanh, bấy nhiêu đó cùng khả năng chọn lõi, xếp cờ tốt và chỉ sự bị gục ngã trước bài top 1 về late game rồi dừng chân ở top 3. Còn người đã giúp EBI dừng chân cũng là chủ nhân của ván top 1 cuối cùng lại chính là Redny với 8 ma thuật. Một ván rôn đỏ giúp anh này có được cả Ria 2 sao cầm ấn ma thuật và liên tục giáng vào đầu đối thủ những tình huống hiệu ứng hoảng sợ, rồi cộng thêm khả năng hóa cóc đội hình đối phương ở mốc 8 ma thuật. Từng bấy hiệu ứng không chế cứng là chất liệu không thể tốt hơn cho sự bá đạo của anh ta ở ván đấu này. Sau khi ngày thi đấu đầu tiên kết thúc cũng là lúc mà giải đấu phải loại bỏ đi một nửa số lượng người chơi, chỉ còn 64 người có điểm số cao nhất được tiến đến ngày thi đấu thứ hai. Quả thật đáng tiếc khi có nhiều kỳ thủ được đánh giá cao của Việt Nam đã phải dừng cuộc chơi từ khá sớm. Nào là Dasno, Velagon, Ngugi, Madrid, cánh cụt hụt hơi, Fifi hay còn được biết đến là dòng máu họ Đỗ đều đã phải dừng lại rồi. Nhưng quý vị và các bạn hãy cứ yên tâm, bên cạnh những người đã bị loại vẫn còn đó nhiều kỳ thủ hạt giống của Việt Nam xuất sắc có được tầm vé đến với ngày thi đấu thứ hai như là Zerochi, Royal, Ebi One, Mifid, Piva, Lê Chuyên, Kit và Disneyland, và những gương mặt mới đáng chú ý như là Wang Guia, Tiên Phong, Sletiria, PDT 2010 vân vân. Và đó là tất cả những diễn biến có được trong ngày thi đấu đầu tiên của vòng loại khu vực Cúp Chiến Thuật lần 2 mùa 12. Xin chúc cho các vận động viên sẽ thi đấu may mắn tại ngày tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.